Vấn đề chất lượng mũ bảo hiểm đang rất được quan tâm hiện nay. Vào sáng nay, thì đoàn kiểm tra Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy tại Hợp tác xã Song Long có trụ sở tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Kiểm tra cho thấy giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn của Hợp tác xã này đã hết hiệu lực từ cuối năm 2012. Đoàn kiểm tra đã lấy 7 mẫu mũ bảo hiểm của Hợp tác xã đưa đi thử nghiệm và sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm tra tại kho thành phẩm của Hợp tác xã Song Long đang lưu giữ gần 5.000 chiếc mũ bảo hiểm. Trong gần 2 tuần đầu của tháng 3, Hợp tác xã này đã xuất kho giao bán tổng số hơn 10.000 mũ bảo hiểm các loại. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Hợp tác xã Song Long dừng ngay việc sản xuất và lưu thông trên thị trường, đồng thời có biện pháp thu hồi số mũ bảo hiểm đã đưa ra lưu thông được sản xuất trong thời gian giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn hết hiệu lực.